Mưa lớn lốc xoáy kèm theo lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã khiến địa phương này chìm trong biển nước sau cơn mưa kéo dài từ trưa qua, ngày 4 tháng 6. Nhiều nhà dân và các trường học bị tốc mái. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, trên địa bàn Kỳ Sơn có mưa to lốc xoáy kèm theo lũ quét tại thị trấn Mường Xén. Mưa lớn lốc xoáy làm tốc mái 3 phòng học trường dân tộc nội trú và tiểu học xã Phà Đánh. Ngoài ra, mưa lớn gây sạt lở ta luy dương và tốc mái tại một số hộ dân tại thị trấn Mường Xén. Ngay sau khi nước rút cùng với sự tàn phá về tài sản, của cải của các hộ dân, nước lũ cũng cuốn theo một khối lượng bùn đất rất lớn. Nhiều nơi, lượng bùn đất loãng dài đến 0,5 mét, khiến tuyến đường giao thông trên trục đường chính thị trấn Mường Xén, đoạn qua khối 3 rất lầy lội, các phương tiện đi lại khó khăn. Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện cùng với người dân khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống cho người dân, đảm bảo giao thông. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh đã khiến cuộc sống của nhiều công nhân gặp nhiều khó khăn. Nhằm kịp thời chia sẻ động viên để họ vượt qua giai đoạn này, tại thành phố Đà Nẵng, hàng nghìn suất quà đã được trao cho công nhân tại nhà máy thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn. Chính quyền thành phố cũng đang nghiên cứu có giải pháp hỗ trợ lâu dài cho người lao động, nhất là đối với những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Chị Hoài là một trong số hàng trăm công nhân làm việc tại khu công nghiệp Vân Đồn, thành phố Đà Nẵng. May mắn vì công ty vẫn duy trì được sản xuất trong đại dịch, chị vẫn có việc làm, nhưng gánh nặng kinh tế khi chồng làm trong ngành du lịch bị mất việc, khiến cuộc sống gia đình rơi vào tình cảnh chật vật. Nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, giúp chị và những công nhân khác thêm động lực vượt qua khó khăn giai đoạn này. Cái sự quan tâm giúp đỡ của đồng viên đó giúp đỡ cho bọn em vượt qua trong cái khó khăn của bệnh dịch hiện tại bây giờ. Đó nên là em cũng cảm ơn. Đồng viên này giúp đỡ tinh thần của công nhân để có thể đem nhà có phấn cắn lên để vượt qua một khó khăn. Trong đợt dịch này, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao 5.000 suất quà cho công nhân thuộc các khu công nghiệp và công nghệ cao trên địa bàn, tổng giá trị 1,5 tỷ đồng. Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 100 suất hỗ trợ, mỗi suất 1 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 ở các công đoàn cơ sở tại quận Sơn Trà. Tuy là cái sự hỗ trợ không lớn, nhưng mà đấy là cái sự chia sẻ, quan tâm, sự hỗ trợ kịp thời của các cấp công đoàn đến với người lao động, để bởi vì trong cái cuộc sống thường nhật chắc chắn nó cũng sẽ gặp những cái khó khăn do ảnh hưởng của Covid, nên cho nên là một số cái người lao động công nhân sẽ bị giảm việc làm, cho nên là chúng tôi quyết định có cái sự hỗ trợ này, mong mọi người đoàn viên người lao động cùng đồng lòng quyết tâm cùng với đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố trong công tác phòng chống dịch. Hiện tại, ngoài hỗ trợ cho người lao động tại các khu công nghiệp, chính quyền Đà Nẵng đồng ý chủ trương cho người lao động ngành du lịch vay vốn từ ngân hàng chính sách. Mỗi trường hợp vay tối đa 100 triệu đồng và không cần thế chấp, giúp người lao động duy trì cuộc sống trong thời gian mất việc làm, gặp nhiều khó khăn do ngành du lịch liên tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19. Nhằm chung tay cùng với những chiến sĩ áo trắng trong công tác phòng chống dịch, đồng thời khích lệ và động viên tinh thần đến họ, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm giúp đảm bảo sức khỏe hàng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình đã triển khai mô hình bếp nấu ăn gia đình những ngày này, đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các gia đình trên địa bàn quận. Cứ 7 giờ sáng hàng ngày, cô Nhung và những thành viên khác của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình đi siêu thị chọn những thực phẩm tươi sạch nhất để chuẩn bị nấu cơm trưa cho các y bác sĩ thuộc Trung tâm Y tế quận Ba Đình. Với cô Nhung và những thành viên trong Hội Phụ nữ, việc làm này tuy nhỏ nhưng trong diễn biến dịch đang phức tạp như hiện nay, được chung tay hỗ trợ các y bác sĩ là niềm hạnh phúc của mỗi người. Chính vì phòng chống dịch, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch, chúng tôi chỉ hai người đi chợ và mua thực phẩm. Thì cửa hàng thực phẩm đấy là cái chuỗi của thực phẩm sạch của quận Ba Đình rồi. Dù chỉ mới được triển khai được vài ngày nay, nhưng sức lan tỏa của bếp nấu ăn gia đình đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các hội phụ nữ trên 14 phường của quận Ba Đình và những nhà hảo tâm. Chúng tôi cũng từ cái xuất phát từ tình cảm thôi. Cũng thì chúng tôi nảy sinh cái mô hình này
Và hiện tại thì mô hình cũng thực hiện được từ ngày 31 tháng 5. Chữ thập đỏ cũng phát động trong cán bộ hội viên cũng muốn chung tay góp một phần nhỏ bé để tiếp sức cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, để làm sao mà cũng đây là cũng là để thấu hiểu được cái sự vất vả hy sinh của các y bác sĩ. 10 giờ 30 phút, những suất ăn này lại được đóng hộp vận chuyển đến tay những y bác sĩ tại phòng y tế quận Ba Đình. Những suất cơm chan chứa tình người sau giờ làm việc mệt mỏi dường như càng tiếp thêm động lực cho đội ngũ áo trắng. Ở trong mỗi suất ăn là cái tình cảm của các anh, các chị, các bác gói ghém và chăm sóc chúng tôi rất là tận tình như là con cháu trong gia đình. Theo yêu cầu của phòng y tế quận, trước mắt chỉ cần 10 suất cho những y bác sĩ trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm. Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Mô hình bếp nấu ăn gia đình sẽ được nhân rộng hơn nữa trên địa bàn quận để lan tỏa tình yêu thương, chung tay cùng với đội ngũ y bác sĩ sớm đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị, rạng sáng nay tại cơ sở kinh doanh tư vấn thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng, số 812 đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, đã xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm, làm 4 người trong một gia đình tử vong, trong đó có một người mẹ đang mang thai. Vào khoảng 0 giờ 52 phút, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của người dân về việc có xảy ra vụ cháy tại số nhà 812 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an tỉnh đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe cứu nạn cứu hộ và 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Do cơ sở kinh doanh chỉ có một cửa chính, không có lối thoát, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy phải phá nhanh tường kính trên tầng 2 để cứu người, đồng thời tổ chức các phương án chữa cháy chống cháy lan, cháy rộng trong khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, do cơ sở có 3 tầng, chứa rất nhiều đồ điện, lại không có cửa thoát hiểm hay cửa thông gió, nên lượng khói chứa bên trong cơ sở rất lớn, khiến 4 người trong một gia đình gồm vợ, chồng và 2 người con, trong đó người vợ đang mang thai 6 tháng tử vong. Thưa quý vị, ngay sau khi xác định 2 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, Hà Tĩnh đã khẩn cấp triển khai phong tỏa 15 điểm trên 40 đường chính của xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du. Cơ quan y tế đã tiến hành khử khuẩn, truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan. 2 ca bệnh COVID-19 là lao động tự do từ tỉnh Bình Dương về nhà riêng tại tổ dân cư 2, thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh vào trưa ngày 30 tháng 5. Các lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa nhiều điểm trên 40 đường chính là Hà Hoàng, Nguyễn Huy Lung, Hà Tông Chính, Lê Thiệu Huy của xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh. Ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tiến hành điều tra các F1, F2 để cách ly lấy mẫu, tiến hành khử khuẩn môi trường. Hiện nay 6 trường hợp F1 được cách ly tập trung và đã lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1. Các trường hợp F2 được theo dõi nghiêm ngặt để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.